cách ăn kem nhưng vẫn kiểm soát axit uric cao. Để kiểm soát axit uric, chúng ta cần có chế độ ăn uống lành mạnh, gồm những thực phẩm ít purin, chất béo và đường. Trong đó, kem chứa một tỷ lệ lớn chất béo và đường. Nhiều thành phần có trong kem như sô-cô-la, caramel hay phô mai kem và các loại hạt làm tăng mức chất béo. Nếu bạn ăn kem tráng miệng sau một bữa ăn giàu chất béo hoặc một bữa ăn có chứa các tác nhân gây axit uric cao khác, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Do đó, người có axit uric cao cần giảm khẩu phần ăn hoặc chỉ ăn kem vào những ngày mà lượng chất béo tiêu thụ của bạn thấp. Sữa tắc béo và kem ít béo là những lựa chọn thay thế, có thể cung cấp hầu hết hương vị tương tự nhưng với lượng chất béo thấp hơn. Bạn cũng có thể chọn sữa chua đông lạnh để thay thế kem. Đồng thời, chúng ta cần đọc kỹ, chọn các nhãn hiệu có ít chất béo hơn vì có sự khác biệt lớn về giá trị dinh dưỡng, hàm lượng chất béo giữa các nhãn hiệu.